Ra thì cho chim ăn rồi tưới tiếc thứ hết ngày, nhưng mà nó vui. Dề này là dề gì không? Đẹp thế nhỉ? Giống như máy tóc muông. Dạ. 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 Đi được. Không như phải như này thì mình vận động thì nó mới khỏe khoắn không ạ? Mình cứ dỗi quá thì cũng nắm bệnh. Cứ phải vận động. Sáng ra việc nọ việc kia, tưới tắm, dọn dẹp, cho chim ăn, cống nước, cống nhiếc. Ở cái này ra hoa này ông. Đây này.
Đây này ra hoa này. Hoa này nó chơi này được lâu không? Cái này là cái gì đây ông? Không, cái bệ này. Mình dặm lên đây được không ạ? À thế, đang muốn quay cái hoa này nó đẹp. Vâng, ông treo rồi, quay cái hoa đẹp quá. Cái này nó là loại ấy à? Ông em châu nó có tên. Đấy hoa nó mới dựng rồi à? Đang lồng rồi, lồng xong mới ra hoa. Đấy nó phải thế, không chơi mới biết được. Vâng vâng đúng rồi. Nó ra ngồng. Ra ngồng rồi bắt đầu hoa. Đừng ra rồi à? Cháu mà treo mới dọn được cái gì dán sẵn rồi, không vào là được, không vào là cái này cái dàn này bây giờ mới bắn rồi, bắn như lên 10 ký ấy, bắn cũng đỡ nhiều. Thôi bây giờ mình để mình chơi. Tết thì phải 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Vâng. Tết hoa là lắm. Từ đúng Tết. Từ đúng Tết mới làm. Đấy mà. Nó vốn là họ nhờ nhá. Đã nhú rồi đúng không? À đấy là đúng Tết nhờ. Thế bây giờ cái xu thế trong cái vườn này là cái... Trong cái vườn này bây giờ xu thế... Dạ. À, nhưng mà bây giờ cái xu thế ở cái bên ngoài như là chi thì rất là tô màu đậm hơn. Đây châu. Đây ạ. Đằng trước là một đứa tách đằng này. Đây này nó có lách này. Ra đúng hết luôn. À.
bắt đầu dễ nó ôm hết rồi nhỉ.